Chào mừng các bạn đã đến với kênh PVZ2MK. Các bạn hãy đăng ký kênh PVZ2MK để có thể theo dõi được nhiều video trên kênh của mình hàng ngày nhé. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một nhiệm vụ cũng không phải là khó khăn dành cho các plan chúng ta. Tất cả các plan của chúng ta ở Max Level sẽ phải tiêu diệt tổng cộng là 500 cái con IMP, cũng ở level 10 luôn. Các plan chúng ta Max Level thì có đủ các loại level luôn. Các plan mà hàng free thường ở Max Level sẽ là level 15 hoặc 20. Còn với các plan hàng cao cấp thì Max Level thường ở level 10. Nào, chúng ta sẽ với Repeater đầu tiên có thể thành công hay không. Ui, Repeater bắn mãi mà chưa hết kìa. Chắc chắn là sẽ thành công thôi. Như vậy mở hàng của chúng ta là con Repeater đã thành công rồi. Chúng ta sẽ đến với một cái đậu tiếp theo, đó là đậu 3 đầu Repeater. Chúng ta sẽ có 100 cây của chúng ta ở trong cùng một ô. Đấy, 100 plan Max Level trong một ô, tiêu diệt 500 con IMP cũng ở level 10 luôn. Repeater có vẻ như là bắn cũng rất lợi hại luôn. Bắn chết cả bọn hàng trên hàng dưới luôn. Ba hàng đều bị bắn liên tục. Chắc chắn với đà bắn như thế này thì Repeater sẽ thành công thôi. Không có cơ hội nào dành cho IMP cả. Hết rồi, chúng ta sẽ chuyển sang với đậu lửa. Đậu lửa Max Level có đam cũng quá mạnh luôn. Thỉnh thoảng có bắn viên đạn xanh. Viên đạn xanh thì sẽ có sức mạnh gấp rưỡi so với viên đạn màu vàng. Bọn IMP không thể đi lên được ô hàng thứ tư từ sân nhà của nó luôn. Lên tới hàng thứ ba là đã chết rồi. Không biết là với hỏa lực mạnh như thế này thì có plan nào của chúng ta có thể không thành công trong nhiệm vụ này không. Đây là một nhiệm vụ không phải là khó khăn dành cho các plan của chúng ta. Ok, đậu lửa đã bán hết 500 con IMP rồi. Chúng ta sẽ đến với cam điện xí chôn. Xuyên hết cả lũ không? Xuyên hết luôn. Nào, nhiều nữa lên. Cứ một phát bắn là chết một đám. Ôi, không xuyên được hết các bạn ạ. Không xuyên được hết kìa. Đấy, chỉ bắn được chết đến một nửa số lượng zombie mỗi lần bắn thôi. Tuy nhiên bọn IMP này vẫn chưa thể áp sát được vào cam điện. Dần dần nó vẫn cứ áp sát rồi đấy. Đấy, bây giờ khoảng cách còn lại chỉ là một ô mà thôi. Nhưng mà IMP thì đã hết rồi. Một lượt bắn nữa của cam điện là sẽ thành công. Chốt hạ này. Ok, như vậy là cam điện đã thành công trong nhiệm vụ này. Chúng ta sẽ đến với đại bác dừa Coconut Cannon. Đại bác dừa bắn hỏa quá lợi hại luôn. Bắn nó còn nổ. Đấy, đạn bắn vào nổ còn chết cả mấy những con xung quanh nữa cơ. Nên đạn của đại bác dừa bắn sẽ rất lợi hại. Thậm chí còn lợi hại hơn cả đạn của cam điện luôn. Bắn liên tục, không cho bọn IMP bất kỳ một cơ hội nào để đi lên cả. Đạn của đại bác dừa khói mù mịt luôn. Không nhìn thấy cái gì ở vị trí bắn của nó cả. Chỉ nhìn thấy khói mà thôi. Bắn cho IMP nó mất xác luôn. Ok, như vậy là đại bác dừa đã thành công. Không còn một bất kỳ con IMP nào cả. Chúng ta sẽ chuyển sang với plan tiếp theo. Cũng một plan phải kích hoạt bằng tay, đó là Strawboot dâu tây nổ. Chúng ta phải ấn vào con dâu tây nổ này thì nó mới ném ra. Ôi, bao nhiêu quả chín thì không ném, ném quả xanh thế kia thì đấy rồi, quả chín đấy rồi, lại thành ném quả xanh. Ném quả xanh thì lực sát thương của nó yếu hơn quả chín rất là nhiều luôn. Không biết là dâu tây nổ có thể thành công được hay không đây. Rất căng thẳng luôn các bạn này. Ui, nó vào, nó ăn rồi, nó đang ăn. Nó cứ ăn quả dâu tây nổ thì dâu tây nó sẽ nổ và gây chết cái bọn xung quanh ấy luôn. Đấy, thỉnh thoảng vẫn ném được quả. Đang bị ăn liên tục. Quan trọng là bây giờ sau khi bị ăn hết thì dâu tây nổ có tiêu diệt được hết cái đám IMP này không. Rất căng thẳng này. Chỉ một chút nữa thôi là nó sẽ đi vào máy cắt cỏ chúng ta. Vẫn kịp ném thêm được vài quả nữa. Như vậy là dâu tây nổ đã thành công rồi. Dâu tây nổ đã thành công, tuyệt vời. Chúng ta sẽ đến với plan tiếp theo, đó là bon choi. Bon choi liên hoàn đấm luôn, đấm liên tục, đấm mà có cách một ô thôi. Tuy nhiên với 100 con bon choi đấm thì IUP không có cơ hội đi vào rồi. Cứ một phát đấm là chết cả đám IUP luôn. IUP có lẽ sẽ cần phải số lượng đông và nhanh hơn nữa thì may ra mới có cơ hội đấu võ được với cái con bon choi này. Còn không thì cứ bị bon choi nó đấm cho vỡ mặt thì thôi.
Bot ra chỉ khoảng knock out cái cho vui cho nào. Không knock out. IP đông quá, vẫn chưa ra hết. Đây rồi, hết IP rồi. Nào nhảy lốt vào đây, đấm cho xong. Đấm cho xong rồi chúng ta chuyển sang plan khác cho nhanh nào. Bọn Troy lại câu giờ quá. Ok, bọn Troy đã thành công. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cỏ điện. Ui, cỏ điện giật quá lợi hại luôn. Giật phát nào chết cả đám phát đấy luôn kìa. Với khả năng giật như thế này thì không có cơ hội cho IUP rồi. Mà đây lại còn là IUP robot. IUP robot thì nó dẫn điện càng tốt hơn nữa. Cỏ điện giật sẽ càng mạnh. Ra nhanh vào xem nào. Có lẽ là chúng ta chỉ còn khoảng 100 con IUP nữa thôi. Đợi nó ra một chút nữa là lúc hết. Hết rồi, chúng ta sẽ chuyển sang với plan tiếp theo. Xương rồi là đuổi. Ở nhiệm vụ này thì không phải là nhiệm vụ quá khó khăn, nên các plan thành công sẽ rất nhiều, còn các plan thất bại thì sẽ ít. Nào, liệu xương rồi là đuổi có phải là một plan thất bại hay không? Rất có khả năng. Đang bị áp sát rồi. Lúc nãy chúng ta cũng đã có một plan thất bại rồi, nhưng mình không nhớ là plan nào rồi, quên tên mất rồi. Ôi dồi ôi, như vậy là xương rồi là đuổi đã thất bại mất rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang với dưa hấu. Liệu dưa hấu có ném được hết cái bọn IUP này không? Ôi, ném lợi hại đấy. Ném phát nào là chết cả đám phát đấy luôn. Ôi, với đà ném như thế này thì IUP không có cơ hội để đi lên được nửa sân nhà của chúng ta nữa rồi. Không cơ hội luôn. Dưa hấu ném quá mạnh. Quả dưa vỡ phải nói là gây sát thương quá lớn dành cho các bọn IUP. Nào, ném tiếp này. Hết phát ném cuối cùng. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang với một plan ném tiếp theo, đó là bắp cải ném. Liệu bắp cải ném có thể thành công hay không? Bắp cải thì nó sẽ không vỡ và gây sát thương lam xung quanh như là dưa hấu, nên việc tiêu diệt IOP với số lượng đông là rất khó khăn. Nó đã áp sát vào bắp cải ném rồi và nó đang ăn. Đang ăn rồi. Với tốc độ ăn như thế này thì có lẽ là thất bại luôn. Thất bại luôn. Bô linh thì sao nào? Liệu bô linh có thể thành công hay không? Lượt bóng cam. Quả bô linh lợi hại quá. Nó lăn hàng giữa xong, nó còn lăn được cả hàng trên và hàng dưới nữa. Và sau đó nó lại đập xuống hàng dưới. Hàng giữa. Một khả năng lăn bóng rất lợi hại của bô linh. Và IVP thay phiên nhau bị bô linh nó đập vào và nó gây sát thương. Chết luôn. Rất nhiều bóng bô linh. Như vậy là bô linh đã tiêu diệt được hết 500 thằng IUP rồi. Và bô linh đã thành công. Bây giờ chúng ta sẽ thử với một số plan hệ phòng thủ xem thế nào nhá. Đầu tiên sẽ thử với sầu riêng Endurian. Liệu sầu riêng có bị IUP nó ăn hết hay không, hay là sầu riêng sẽ dùng gai của mình để đâm chết hết cái đám IUP này. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Các bạn có thể thấy là gai của con sầu riêng nó đang đâm vào IUP đấy. Quan trọng là có đâm được chết hết đám IP này không mà thôi. IP vẫn đang đi vào ăn sầu riêng. Sầu riêng sắp bị ăn hết rồi. Ăn hết luôn. Ồ, như vậy là sầu riêng đã thất bại. Bây giờ chúng ta sẽ thử với sầu riêng mà được kích hoạt Flash Food thành sầu riêng có áo giáp. Nào, đấy, áo giáp của sầu riêng có hẳn 8 cái gai nhô ra và đâm rất khỏe luôn. Tất nhiên là khi được kích hoạt Flash Food lên thì sầu riêng nó sẽ gai nó nhọn hơn, thành như kiểu gai sắt luôn. Rất lợi hại, đâm mạnh hơn, sát thương cao hơn. Đồng thời thì máu cũng sẽ trâu hơn nhờ có thêm một lớp giáp bảo vệ. IMP không thể ăn được quá hết được rồi. Như vậy là lúc nãy thì sầu riêng không được kích hoạt cường hóa thì sầu riêng thất bại. Còn bây giờ khi được kích hoạt cường hóa có áo giáp thì sầu riêng lại thành công. Một plan hệ phòng thủ tiếp theo mà cũng có khả năng tấn công zombie, đó chính là con Maka Mukada Menut. Tất nhiên là phải cho Mukada Menut đứng ở trong ô bóng tối của hai mặt trăng để nó tạo ra được cái gai ở phía trên kia kìa. Zombie ăn cái con Maka này thì sẽ bị phản đam nhá. Zombie ăn càng khỏe thì đam phản lại, zombie cũng sẽ khỏe tương tự. Tuy nhiên số lượng zombie nó là rất đông. Đấy, nó thay phiên nhau nó ăn luôn. Thế này thì Maka khó đỡ rồi. Và đây cũng sẽ là plan cuối cùng mình làm trong video hôm nay.
Cảm ơn các bạn đã luôn luôn quan tâm theo dõi và đồng hành trên kênh PVZ2MK và kênh MK Thời Tiết của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.